Xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Điểm tin của buổi sáng ngày thứ Tư, ngày 3 tháng 8 năm 2022. Phương Thảo và chú Châu Thức Tiến cũng gửi lời chào đến quý khán giả đang xem live cũng như là quý khán giả của hai miền Nam Bắc Cali trên hệ thống băng tần VNDTV 57.3, 16.10 và 26.9. Và gửi lời chào đến chú Châu Thức Tiến. Xin chào Phương Thảo, xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, ngày hôm nay có một cái sự kiện lịch sử mà rất là quan trọng, chúng tôi phải trình bày với quý vị theo một cái thể gọi là chuyện rất là hít cốc kinh dị. Đó là cuộc chiến tranh xâm lăng Kuwait do Iraq điều động. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 8 năm 1990, khoảng 2 giờ sáng, lực lượng Iraq đột ngột xâm lăng Kuwait, một nước láng giềng nhỏ bé nhưng mà giàu tài nguyên dầu hỏa. Thì lực lượng Kuwait bị đè bẹp nhanh chóng, một số lớn trốn qua Saudi Arabia. Hoàng gia Kuwait cũng trốn luôn và các nhà lãnh đạo của nội các cũng trốn luôn qua Saudi Arabia. Và chỉ trong vài giờ thôi là Iraq đã thành lập xong một cái chính phủ mùa nhìn thuộc về Iraq. Nhưng mà khi mà sát nhập Kuwait và Iraq nữa thì người ta, những người mà bên Iraq mong đợi rằng sẽ khống chế được 20% lượng dầu hỏa dự trữ của thế giới. Tuy nhiên mà cùng ngày đó thì Liên Hợp Quốc sau khi nghe cái tin có cuộc xâm lăng của do Iraq điều động mà tiến sang bên Kuwait thì cả Liên Hợp Quốc đã tuyên bố là Iraq đã vi phạm luật chiến tranh và lên án cuộc xâm lăng này và yêu cầu Iraq phải rút lui. Nhưng mà Iraq dĩ nhiên vừa mới chiếm đóng xong không thể nào rút ngay được, do đó thì ngày 6, tức là 4 ngày sau đó thì Liên Hợp Quốc ra lệnh cấm vận Iraq. Nhưng mãi đến ngày 9 tháng 8 á, thì cái lực lượng của Hoa Kỳ, thưa các vị, lực lượng Hoa Kỳ hồi đó là đặt tên đó là Operation Desert Shield của Hoa Kỳ đã đóng tại Syria, bắt đầu đổ bộ lên cái vịnh Persian Gulf để chuẩn bị tấn công vào Iraq. Thì khi được biết tin này, Saddam Hussein lập tức nâng con số quân sĩ của Iraq lên tới tổng động viên luôn, lên tới 300.000 người. Nhưng mà ngày 29 tháng 11 thì Liên Hợp Quốc ra lệnh cho Iraq phải rút lui. Nếu không rút lui sẽ gặp hậu quả tai hại. Nhưng mà Saddam từ chối. Ngay sau đó một lực lượng Liên quân quốc tế thành lập với 700.000 quân nhân. Trong khi đó Iraq lúc bây giờ chỉ có 300.000 thôi. Và bây giờ những cái lực lượng này đã tới 700.000, tức là hơn 2 phần của quân đội của Iraq. Và đến ngày 16 tháng Giêng, tức là mấy tháng sau, thì năm 1991, cái lực lượng kêu là Operation Desert Shield của Liên quân Anh, Pháp, Mỹ, Ai Cập, Saudi Arabia và Kuwait bắt đầu tấn công vào không quân và Iraq. Không tấn công vào Kuwait, mà tấn công ngay vào đại hành dinh của Iraq, ở quốc gia Iraq. Thì để trả đũa thì Iraq cho bắn hỏa tiễn vào Do Thái và Saudi Arabia. Hy vọng là khi mà có quả hỏa tiễn bắn sang bên Do Thái thì Do Thái sẽ lại kích động bức tranh đối với Iraq và lúc giờ lại bắn trả lại Iraq. Iraq có cớ là kêu gọi các giới Ả Rập tập hợp sau lưng mình. Đó là tập hợp sau lưng mình để chống lại Liên quân Anh Pháp cũng như về Do Thái. Tuy nhiên Liên Hợp Quốc nhận thấy cái tình trạng này rất là nguy hiểm, do đó thì Liên Hợp Quốc và Mỹ đã khuyến cáo Do Thái đừng có động binh, đừng có làm gì hết, chấp nhận mấy quả hỏa tiễn ở trong đó thôi, không có sao hết, thiệt hại nhân mạng rất là ít. Thì Do Thái cũng nghe lời Liên Hợp Quốc và không chuyển động gì hết, tức là im ra. Thì lúc giờ Iraq không còn cái cớ gì để mà kêu gọi Ả Rập và đoàn kết sau lưng mình nữa. Vì thế thì do đó thì sau khi mà Liên quân Anh, Pháp, Mỹ, Ai Cập, Saudi Arabia và Kuwait tấn công Iraq thì Iraq chứng chịu không có nổi. Thứ nhất là số quân ít hơn, thứ hai là vũ khí cổ lỗ sĩ dở hơn. Nên sao mà chống lại cái lực lượng của Liên quân như vậy, thì chỉ trong một thời gian ngắn là Iraq phải chấp nhận đầu hàng. Và ngày 24 tháng 2 năm 1991 phải rút lui khỏi Kuwait. Thì đó là một cái cuộc chiến tranh rất là ngắn, trong mấy tháng thôi. Và chúng ta đã thấy là lịch sử lại tái diễn lại với cuộc chiến tranh xâm lăng của Nga vào nước láng giềng Ukraine. Mà dĩ nhiên cuộc chiến tranh này hiện nay đang kéo dài, nhưng chắc chắn kết quả cũng lại giống như là cái kết quả cuộc xâm lăng Kuwait ngày xưa của do Iraq chủ động, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, một trong những cái bản tin tiếp theo mà chúng tôi muốn cập nhật và gửi cho quý khán giả, khi mà đây là một trong những cái chuyến bay mà được cho là của bà Nancy Pelosi.
và cái chuyến bay này được theo dõi một cách rất là kỹ lưỡng khi mà phi cơ của Không quân Hoa Kỳ đã chở bà rời khỏi Malaysia. Và cái vấn đề mà được theo dõi ở trên cái trang website Flightradar24 rất là khớp, vào lúc là 15 giờ 42 phút theo giờ của Malaysia cho thấy, thì cái chuyến bay này đã thu hút lên đến hàng triệu cái lượt theo dõi của Flightradar24 là khoảng 290.000 lượt theo dõi. Thì đây còn là một trong những cái chuyến bay mà nói rằng là rất là cao và vượt xa một cái con số trước đó là khoảng 10.000 lượt thôi, do một cái chiếc Boeing RC-135W được thiết lập vào tháng 3 vừa rồi. Thì theo như là truyền thông của Đài Loan cũng đã cho thấy rằng là bà Pelosi sẽ dự kiến là đến với là sân bay của Tùng Sơn ở Đài Bắc vào lúc là khoảng 10 giờ 20 tối của giờ Đài Loan. Thì người đứng đầu hành pháp của Đài Loan là Tô Trinh Sương cũng đã nói rằng đây là một trong những cái tin rất là vui cho họ, và họ luôn nồng nhiệt để chào đón cái vị khách này và sẽ có những cái sắp xếp phù hợp cũng như là tôn trọng về những cái kế hoạch của bên chính quyền của bà Nancy Pelosi đưa tới. Thì cái chuyến bay của bà Nancy Pelosi cho biết được là cái số hiệu là SPAR-19 đã có hơn 290.000 người theo dõi trên cái trang Flightradar24 vừa rồi. Thì bà đang có chuyến thăm châu Á với lại 4 điểm dừng chân trước đó ở Hoa Kỳ là Singapore, Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng mà không có đề cập đến là cái vấn đề Đài Loan. Nhưng mà mới đây thì nếu mà bà đến Đài Loan thì đây là một trong những cái chuyến thăm đầu tiên mà gọi là Chủ tịch Hạ viện của Hoa Kỳ sẽ đến đây sau 25 năm. Trước đó là có cựu Chủ tịch của Hạ viện là Newt Gingrich cũng đến năm Đài Loan vào năm 1997. Thì chúng ta thấy rằng là hiện tại Đài Loan với Trung Quốc đang trở thành một trong những cái tâm điểm rất là nóng, và trở thành một trong những cái quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng gây ra những cái sự căng thẳng trong những năm gần đây, khi mà Trung Quốc luôn xem Đài Loan giống như là một hòn đảo cần thống nhất. Thì khi mà sự việc đó đã xảy ra như vậy thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã tuyên bố rằng đây là một trong những cái kịch bản mà bà Pelosi đã đến thăm Đài Loan một cách rất là liều lĩnh mà gây ra một cái hành động khiêu khích đối với Trung Quốc, thì Washington sẽ bắt buộc phải trả giá. Thì đây là một trong những cái bản tin mà trước đó chúng tôi cũng đã cập nhật cho quý khán giả trước rồi, khi mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Antony Blinken cũng đã nói rằng là Trung Quốc hãy nên có những cái hành động, nên có trách nhiệm và không cần leo thang sự căng thẳng. Nếu mà chuyến thăm của bà Nancy Pelosi đã diễn ra thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị được rõ. Vậy tiếp theo cái phần tin của Phương Thảo và trình bày cái vệ chỉ trong một vài giây ngắn ngủi thôi. Chúng ta đã biết là trước đây Trung Cộng đã ham he rất là dữ dội, là cái kẻ nào mà can thiệp nội bộ Trung Quốc sẽ lấy hậu quả rất là nặng. Tuy nhiên cho tới giờ này thì chúng ta thấy là Trung Quốc yêu re không làm gì được hết, tại vì nếu Trung Quốc mà gây sự bắn hạ phi cơ của bà Pelosi hay là đầu độc bà hay là cho nổ súng khi bà đang ở Đài Loan thì chắc chắn là gây chiến thành thế giới bà. Và bây giờ thì với vũ khí hiện đại của Mỹ chắc chắn là Trung Cộng trong vài ngày sẽ bị đè bẹp. Do đó bây giờ đây là có thể nói đây là một cuộc thắng trận lớn lao về chính trị của Mỹ đối với toàn thể thế giới, thưa quý vị. Bây giờ trở sang một cái vấn đề khác, đó là nói chiến tranh của Nga và Ukraine. Thì Nga bây giờ tuyên bố là bây giờ Mỹ đã trực tiếp tuyên chiến với Nga. Nga tuyên bố là chính Mỹ đã trực tiếp chiến đấu với Nga qua việc Mỹ chỉ huy loại hỏa tiễn tầm xa mới là HIMARS, HIMARS. Cái loại hỏa tiễn này rất là nguy hiểm, có thể tầm bắn rất xa nhưng mà cái mức độ chính xác của nó lại càng tuyệt vời luôn, thưa quý vị. Để chúng ta đã biết ngay từ đầu cuộc chiến Mỹ vẫn chỉ viện trợ vũ khí và lương thực cho Ukraine chứ không muốn trực tiếp tấn công Nga, vì như thế có thể gây ra chế chiến thứ ba. Dĩ nhiên nếu mà có cuộc chiến xảy ra thì giữa Mỹ và Nga thì chắc chắn là Mỹ sẽ thắng Nga trong vòng một thời gian ngắn. Tuy nhiên nhưng mà trên phương diện duy trì hòa bình thì Tổng thống Biden vẫn luôn muốn duy trì một cái tình trạng như thế, không có muốn gây chiến đâu. Từ khi cuộc xâm lăng của Nga diễn ra thì Mỹ vẫn giữ cái lập trường bảo vệ Ukraine bằng mọi giá, không muốn gửi binh sĩ Mỹ qua chiến đấu với Nga. Chỉ khi nào Nga tấn công một trong những nước NATO thì Mỹ mới có thể đem quân vào mặt trận. Hiện nay thì Mỹ vẫn duy trì chính sách và cố vấn ở viện trợ tối đa về vũ khí ở tân tiến Ukraine, chờ cơ hội tái thiết đất nước này đã bị Nga tàn phá tan hoang trong thời gian vừa qua. Nhưng mà thực tế cho biết rằng là trong tuần qua thì Nga rất là bối rối về loại hỏa tiễn HIMARS của Mỹ cung cấp Ukraine đã bắn trúng nhiều mục tiêu xa tới vài chục cây số,
và tiêu hủy một số lượng lương lương thực và đạn dược rất là cần thiết cho Nga trong cuộc chiến sông lăng này, thưa quý vị. Và tiếp theo thì chúng tôi cũng muốn cập nhật một cái bản tin hiện tại cho thấy rằng là Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng là tuyên bố coi như bác bỏ về cái vấn đề mà đã phá hủy cái pháo HIMARS của Nga, khi mà 6 cái tổ hợp này do Hoa Kỳ đã sản xuất tại Ukraine kể từ khi mà bắt đầu xảy ra cái cuộc chiến tranh của Ukraine và Nga. Và cái người đứng về quyền phát ngôn của Tòa Bạch Ốc là Todd Grisel, ông đã nói rằng là chúng tôi cũng đã được biết về những cái tuyên bố mới nhất của Bộ trưởng Sergei Shoigu của Nga, và chúng tôi một lần nữa, đây là một trong những cái vấn đề là sai sự thật. Thì trước đó thì Ngoại trưởng Nga cũng đã lên tiếng và nói rằng là Nga cũng đã phá hủy 6 hệ thống HIMARS của Hoa Kỳ đã cung cấp cho Ukraine, cũng như là rất nhiều cái vũ khí khác khi mà bắt đầu xảy ra cái cuộc chiến tranh vào ngày 24 tháng 2 vừa rồi. Và coi như là theo như là lời của Bộ trưởng Shoigu, ông đã nói rằng đây là tất cả những cái vấn đề mà tập kích của Nga vào những cái cơ sở quân sự của Ukraine đã phá hủy tổng cộng là 33 cái lựu đạn M777, 5 bệ phóng tên lửa chống hạm Harpoon, 6 xe phóng pháo phản lực HIMARS, cũng như là cùng hơn 200 quả đạn, là lời ông đã nói như vậy. Và thường xuyên là Nga lên tiếng là nói rằng là đã thấy nguyên tố là tấn công vào tất cả những cái hệ thống HIMARS, nhưng mà vẫn chưa đưa ra được những cái bằng chứng xác thực nào là đã phá hủy 6 khí HIMARS mà coi như Hoa Kỳ đã gửi qua để hỗ trợ cho Ukraine. Và cái người đứng đầu quyền của phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc là ông Todd, ông cũng đã khẳng định rằng là những người lính ở Ukraine đang sử dụng cái hệ thống HIMARS này cùng tất cả những cái hệ thống mà Hoa Kỳ đã cung cấp cùng với các đồng minh là hiệu quả và độ chính xác rất rất là cao. Và những cái người giới chức của Ukraine đã cho biết rằng họ đang vận hành hơn cả chục cái hệ thống HIMARS với cái độ chính xác cao và cái tầm bắn xa, giúp cho Kiev có thể giảm được những cái hỏa lực của Nga trên cái chiến trường. Chính vì vậy trong cái thời gian vừa rồi thì đã xảy ra những cái vấn đề mà có thể là giúp cho Ukraine là có thể giành lại được cái vấn đề cái tỉnh Kherson ở miền Nam. Thì người đứng đầu của miền Nam Kherson là ông Dmitry Buterin, ông cũng đã nói rằng là lính của Ukraine đã giành lại được 53 khu vực mà Nga đang kiểm soát ở miền Nam. Và đây là một trong những cái thông tin đưa ra khi mà Ukraine đang muốn mở một cái chiến dịch phản công lớn tại miền Nam để mà giành lại những cái phần lãnh thổ của mình mà do Nga đã phát động cái cuộc chiến tranh xâm lăng vào ngày 24 tháng 2. Thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục theo dõi để mà cập nhật cho quý khán giả. Và tới đây thì chúng tôi cũng xin kính mời quý vị hãy giữ hệ thống thông tin VNATV và đến với một vài cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho chương trình. Chúng tôi sẽ quay trở lại phần điểm tin. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn quý khán giả vẫn đang giữ hệ thống thông tin VNTV và vẫn đang xem chương trình Điểm tin của buổi sáng ngày thứ tư. Và chương trình này cũng hân hạnh được bảo trợ bởi tiệm vàng Maily với các loại vàng bạc nữ trang và trang sức và những shipping đến tận nhà quý vị với các loại thẻ Visa Mastercard. Xin hãy đón xem chương trình live show trực tiếp của Maily trên hệ thống thông tin VNTV cũng như là trên kênh YouTube Maily Diamond Show vào mỗi thứ ba hàng tuần từ lúc 1 giờ cho đến 3 giờ trưa trên hệ thống thông tin VNTV cũng như là trên kênh YouTube Maily Diamond Show để chọn lựa ra những sản phẩm mà quý vị yêu thích. Xin kính mời. Chúng tôi xin phép quay trở lại phần điểm tin. Và các bản tin mà chúng tôi chuẩn bị xin được tiếp lời chút xíu và cái tin mà Thương Thảo vừa trình bày quý vị. Chúng ta biết Nga là luôn luôn là nói dối, không thể nào mà có thể phá hủy mười mấy cái bộ phận Mỹ gửi sang, có mười mấy cái loại hỏa tiễn HIMARS thôi mà Nga tuyên bố là phá hủy được mười mấy cái, thì đúng là xin lỗi và dùng danh từ bình dân chút xíu là vô lễ vô láo. Từ thứ nhất là cái vấn đề mà quan trọng, tầm quan trọng của các loại hỏa tiễn này chắc chắn là Mỹ sẽ bảo vệ bằng cách rất là kỹ lưỡng. Cái thứ hai là cái con số mà Nga tuyên bố là phá hủy được như vậy, coi như là hầu hết tức là vũ khí của Mỹ đã bị tiêu diệt hết trơn rồi. Thành ra qua cuộc chiến này đã thua luôn rồi, thưa quý vị. Đó là những bằng chứng nói là Nga xạo, thưa quý vị. Bây giờ một cái tin vui cũng trong một cái cuộc chiến tranh này, thưa quý vị, để chuyến tàu chở ngũ cốc đầu tiên rời cảng Odessa
Tin vui từ Bộ trưởng Kiến thiết là Oleksandr Kuprakov của Ukraine cho hai chuyến tàu chở ngũ cốc đầu tiên đã rời cảng Odessa, nơi đã bị Nga phong tỏa từ những ngày đầu cuộc chiến, khiến cho nhiều quốc gia trên thế giới bị nạn đói đe dọa. Thực tế, cảng Odessa là nơi trung chuyển thực phẩm đi khắp các vùng xung quanh nước Âu Châu cũng như Phi Châu. Nga về thấy cái vị trí quan trọng ở chỗ này, cho nên đã lập tức chiếm ngay cái đầu cầu này để khống chế lương thực thế giới, cũng như để kiềm hãm Ukraine ở nơi xuất cảng bắp nhiều nhất trên thế giới. Chúng ta biết là Odessa là thành phố đông dân lớn thứ hai sau Kiev, thưa quý vị. Là Odessa cũng là một cái trung tâm văn hóa văn học rất là lớn. Có dân số chỉ có hơn 1 triệu người thôi, nhưng mà ở đây nó có rất là nhiều những tòa nhà về tổ chức về văn nghệ và lớn nhất Âu Châu, thưa quý vị. Thì khi phong tỏa Odessa thì lính Nga đã từng pháo kích vào những địa điểm văn nghệ nhằm tiêu hủy cái vùng này. Chúng ta biết có cả những nhà hát lớn đang hát thì đã bị Nga phóng hỏa tiễn và sập làm chết hơn 300 người. Nhưng mà sau khi được Mỹ viện trợ thì Nga đã tấn công tới tấp vào nơi đóng quân của Nga ở chung quanh cái vùng Odessa, làm cho Nga thiệt hại nhiều. Chúng ta đã biết là cái đảo Snake Island ở Nga nó phải bỏ chạy tại vì không chịu nổi pháo kích liên tục của Ukraine. Mà cái cảng Odessa là cái nơi mà có thể nói là bảo vệ cho cái đảo Snake Island là cái nơi mà bảo vệ cho cái cảng Odessa rất là kỹ lưỡng. Thế mà là đảo Snake Island bây giờ phải bỏ để chứng tỏ là Odessa không thể giữ được nữa. Do đó bây giờ Nga đã phải mở cái cửa phong tỏa Odessa nữa, và làm cho cái tinh thần của Nga cũng bị sa sút. Tuy nhiên đối với thế giới thì đây là niềm vui lớn, tại vì cái chuyến tàu đầu tiên mà mang cờ Lebanon, Sierra Leone lại có tên là tàu Razodi, đã mang một cái số lượng bắp khổng lồ đi tới Lebanon sau khi băng qua Bosporus Strait. Chúng ta biết Lebanon cũng đang ở trong một cái nạn đói kinh khủng. Nếu mà không có chuyến tàu này, có lẽ là số người chết cũng sẽ rất là nhiều. Thì có lẽ từ bây giờ thì vấn đề mà chuyên chở thực phẩm ngũ cốc và từ cảng Odessa từ của Ukraine sẽ được tiếp tục tiến hành và cách đều đặn và mang lên lương thực toàn thế giới, tránh khỏi cái nạn đói khủng khiếp người ta dự định sẽ xảy ra sau khi cái cảng Odessa này bị phong tỏa. Và đây là một trong những cái bản tin mà chúng tôi cũng muốn cập nhật cho quý khán giả, khi mà cho thấy rằng là Nga đã đưa ra một trong những cái tuyên bố về là những cái bằng chứng là cho thấy là Hoa Kỳ đã trực tiếp để tham gia vào cái cuộc chiến tranh vừa rồi, nhưng mà bên Nga luôn gọi đây là một trong những cái sự xung đột. Thì người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga là Trung tướng Igor Konashenkov cho biết rằng là đã ghi ra một cái tuyên bố chính thức của Phó Cục trưởng Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine về là tướng Vadim Skibitsky về vấn đề mà Washington đã trực tiếp đưa ra những cái vấn đề cho Kiev chuyển những cái loại vũ khí trước những cái tấn công từ cái bệ phóng tên lửa HIMARS mà Hoa Kỳ cũng như các nước đồng minh phương Tây đã gửi cho Ukraine. Đây là của Hoa Kỳ hết. Và đây là một điều cho thấy rằng là sự can dự trực tiếp của Washington vào với cái vấn đề của Ukraine. Thì Bộ Quốc phòng Nga cũng đã nói rằng trước khi phóng tên lửa thì có sự tham gia giữa đại diện của tình báo của Washington và Ukraine. Và điều này cho thấy rằng là Washington đã dừng bất cứ một cái cuộc tấn công tiềm năng nào nếu mà họ không có hài lòng với lại những cái vấn đề mục tiêu của họ. Và người phát ngôn chính thức của Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov cũng đã lên tiếng và nói rằng tất cả những điều này cho thấy rằng Washington đã làm việc trái ngược với những cái tuyên bố của Tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài vì có liên quan trực tiếp về cái cuộc chiến tranh tại Ukraine. Và theo đó thì Tòa Bạch Ốc phải chịu trách nhiệm về tất cả những cuộc tấn công bằng tên lửa cũng đã được Kiev chấp thuận vào những cái khu vực dân cư và những cái cơ sở hạ tầng, cả các khu dân sự ở phía Donbass và những cái khu khác mà nơi thường dân cũng đã bị thiệt mạng, thì đã lên tiếng để mà chỉ trích về Washington đã có một cái sự can dự trực tiếp hẳn vào cái vấn đề này. Khi mà trước đó chúng tôi cũng đã cập từ nhật bản tin cho thấy rằng là Hoa Kỳ cũng đã chuyển những cái hệ thống tên lửa HIMARS Harpoon cho Ukraine để mà với một cái mục tiêu bắn chính xác và tầm xa và rất là cao. Thì Bộ Quốc phòng Nga nói rằng là những cái mảnh đạn từ cái tên lửa HIMARS mà Hoa Kỳ cũng đã cung cấp cho Kiev
đã được tìm thấy tại những cái vụ xảy ra pháo kích vào trung tâm cái giam giữ trước khi mà xét xử Jalan Khofa thuộc về đảng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng là nơi giam giữ những cái tay súng đã bị bắt buộc của nhóm khủng bố Azov. Thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật về những cái bằng chứng mà Nga đã đưa ra cho thấy rằng là Washington đã có một cái sự can thiệp vào Kiev cho quý vị được rõ. Thưa quý vị, một cái tin kế tiếp nói về nữ hoàng Anh. Thưa quý vị, một người đàn ông đã bị kết tội rất là nặng, tội phản quốc vì muốn bắn nữ hoàng Anh để dị. Thưa quý vị, tên của ông là Jawar Singh Chai. Theo nhiều dư luận cho biết là ông này có vẻ là người gốc Ấn Độ. Thì ông đã bị bắt ở ngay trong cái phần đất của lâu đài Windsor trong cái ngày Giáng sinh năm ngoái, trong tay đang cầm cung nỏ. Theo luật Anh thì tội phản quốc gồm có những âm mưu, thứ nhất là tấn công nữ hoàng này, hoặc có súng đạn vũ khí trong tay khi mà có sự hiện diện của nữ hoàng này, với dự tính làm bị thương và phá vỡ sự bình an của đế quốc. Thì ông Singh Chai đã bị cầm tù và phải trình diện tòa án Westminster ngày 7 tháng 8 tới đây. Chúng ta biết bà nữ hoàng Elizabeth là một vị vua rất là đặc biệt trong các lịch sử quốc tế. Thưa quý vị, bà năm nay là 96 tuổi. Bà là nữ hoàng hồi trước thì là bà nữ hoàng của các quốc gia thị vượng chung, tức là Anh này, Canada này, Úc là New Zealand là Nam Phi này, Pakistan và Ceylon. Thì sau này thì có một số nước đã độc lập, như là Nam Phi độc lập, Pakistan độc lập, Ceylon độc lập, nhưng mà bà vẫn còn có cái ảnh hưởng rất là lớn ở Canada, Úc và New Zealand. Bà đó là có nhiều chuyến thăm của các quốc gia này trong cái tinh thần hữu nghị. Chúng ta biết là bà nữ hoàng là bà đã được chuẩn bị lên ngôi từ lâu, nhưng mà trong cái thời chiến tranh bà đã xung phong ra mặt trận làm một quân nhân truyền tin rồi tiếp vận. Với tất cả sự dũng cảm của bà được nhiều huy chương lắm. Và khi bà lên ngôi thì bà đã điều hành cái vương quốc Anh một cách rất là khéo léo và tránh tất cả mọi tai tiếng trong cái thời gian bà cầm quyền. Để cho tới giờ này thì Vương quốc Anh thì vẫn thịnh vượng ở trong cái tinh thần của quân chủ lập hiến, tức là có thủ tướng, nhưng mà thủ tướng thì là người cầm đầu về chính trị, nhưng mà còn vấn đề những lễ nghi tôn giáo lễ hay là những lễ lạc thì bà nữ hoàng Anh là người đứng đầu tất cả các cuộc lễ nghi của đế quốc Anh. Và đây là một trong những cái bản tin mà chúng tôi cũng muốn cập nhật về cái vấn đề hộ chiếu của Việt Nam khi mà bị cái khối Schengen, 26 nước trong cái khối Liên minh châu Âu đã từ chối không có chấp nhận cho cái hộ chiếu mới, cái gọi gọi cái là passport của Việt Nam, vì cái mẫu in lại khác. Nhưng mà Bộ Công an của Việt Nam nói rằng là họ vẫn sẽ tiếp tục cấp những cái hộ chiếu mới trên cả toàn quốc của Việt Nam luôn. Thì theo như là cái người đại diện cho Cục Quản lý Xuất nhập cảnh của Bộ Công an đã cho biết rằng là hiện tại không có một cái gì vướng mắc liên quan đến hộ chiếu cái mẫu mới này, nên vẫn sẽ cấp mới, sẽ vẫn đổi như là bình thường đã diễn ra từ ngày 1 tháng 7 vừa rồi. Thì Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cũng đã khẳng định rằng là cái hộ chiếu này gọi là hộ chiếu phổ thông, hộ mới, theo đúng cái quy định của Việt Nam về pháp luật và đạt được tiêu chuẩn là của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, có tên gọi tắt là ICAO. Thì trước đó thì cái vấn đề hộ chiếu đã bị nhiều nước từ chối để mà cấp visa vào nước, thì chúng tôi cũng đã cập nhật qua cho quý khán giả. Nhưng mà Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cũng đang phối hợp với lại Cục Lãnh sự của Bộ Ngoại giao để có thể giải quyết bằng cái con đường ngoại giao, thì không biết cái sự việc này sẽ diễn biến như thế nào. Trong khi đó thì tại thành phố Hà Nội cũng như thành phố Sài Gòn thì nhiều người dân vẫn còn đang làm tiếp tục những cái hộ chiếu mới cho mình. Thì những cái văn phòng của Văn phòng Quản lý Xuất nhập cảnh của Công an Hà Nội, người dân vẫn đứng xếp hàng rất là dài để mà có những cái hộ chiếu mới phổ thông cho mình. Thì so với cái đầu tháng 7 thì cái lượng người mà xếp hàng để mà đi xin cấp cái hộ chiếu mới này vẫn không có gì để mà giảm. Thì đây là một trong những cái tin mà cho thấy rằng là Cục Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh tại thành phố Sài Gòn thì cũng đã thấy cái số lượng người dân lại giảm hơn. Hiện tại thì mỗi ngày thì chỉ tiếp nhận khoảng 1.000 hồ sơ, và cũng đã có những cái người để mà có thể ra mà giải thích cũng như là giúp cho những người dân về cái cách điền hồ sơ như thế nào và giải thích cũng để mà giảm bớt cái tình trạng quá tải hiện tại. Thì chúng ta thấy rằng là cái bộ hộ chiếu mới, chúng tôi chỉ xin nhắc lại là vẫn cấp ra giữ nguyên những cái kích cỡ của ban đầu,
nhưng mà cái màu sắc ở trên bìa, màu xanh thì được đổi lại thành màu tím than, và không có thông tin về cái nơi sinh ra. Và khi mà cái mũ hộ chiếu này đã được bắt đầu lưu hành thì Đại sứ quán Đức, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam đã thông báo rằng là dừng cấp thị thực và cái hộ chiếu mẫu mới này thì không thể hiện nơi sinh của người sử dụng. Còn Đại sứ quán của Cộng hòa Z thì còn cho thấy rằng là dừng cấp hộ chiếu mới vì không đáp ứng được một số tiêu chuẩn về kỹ thuật mà không biết được đưa ra là như thế nào. Thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật tin tức cho quý khán giả được rõ. Thưa quý vị, tiếp theo cái tin của hội thảo vừa qua thì có dư luận cho rằng là cái vấn đề là không phải là kỹ thuật, thưa quý vị, là vì những quốc gia mà khác họ ái ngại là cái nếu mà không nói cái nơi sinh thì không biết cái người này gốc gác như thế nào, vì họ thì quan niệm của họ là vẫn muốn là có phân biệt đối xử với là những người mà sinh ở miền Nam không phải là những người sinh ở miền Bắc. Những người sinh ở Bắc là những người cộng sản thì họ coi chừng nhiều hơn. Những người sinh ở miền Nam thì đương nhiên là họ cảm thấy thoải mái hơn, vì những người miền Nam là những người tự do, người Bắc là những người cộng sản, cho nên là họ nghi ngờ có thể những người này làm gián điệp, thành ra cho nên là họ từ chối cái lời động đúng thôi, thưa quý vị. Tới đây thì chương trình của tôi sẽ tạm ngừng trong giây lát để phần thông tin thương mại, tôi sẽ trở lại ngay trong vài phút. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn đang giữ hệ thống hoàn tầng VNTV và vẫn đang xem chương trình điểm tin của buổi sáng ngày thứ tư. Và chúng tôi cũng xin phép quay trở lại những phần điểm tin còn lại trong ngày. Và đây là một trong những cái bản tin mà chúng tôi quay lại với lại Hoa Kỳ cho thấy là một cái trường học công giáo tại tiểu bang Washington đã bị cáo buộc rằng là kỳ thị với những cái người đồng tính. Thì theo như là văn phòng của tổng chưởng lý thuộc về tiểu bang Washington đang điều tra về những cái cáo buộc đã đưa ra về phân biệt đối xử tại Seattle Pacific University. Vì trường đã có nói rằng là có những cái chính sách không tốt về lối sống, là không cho phép những cái giảng viên có quan hệ đồng tính với nhau đang làm việc tại những cái trường đại học. Và học sinh cũng như nhân viên tại trường tư nhân của đạo Kitô giáo này đã tổ chức một trong những cái cuộc thảo luận về chính sách vào tháng 5 vừa rồi. Thì cái thứ 6 tuần rồi thì tổng chưởng lý có tên là Pop Ferguson của tiểu bang cũng đã cho biết rằng là những cái viên chức của nhà trường cũng lên tiếng thừa nhận rằng là họ đã từ chối thuê những cái người giảng viên cũng như là nhân viên mà đồng tính một cách cố ý, cũng như là một số giảng viên và sinh viên đã nộp đơn khiếu nại lên văn phòng của ông. Thì ông nói rằng là hiện tại văn phòng của ông sẽ xem xét về những cái vấn đề đó. Nhưng mà cái trường Pacific University Seattle này cũng đang muốn cho tòa án phải ngưng những cái cuộc điều tra vì họ nói rằng là đã đệ đơn kiện lên liên bang vào tờ thứ tư, cũng như là yêu cầu tòa án phải kết thúc cuộc điều tra, tuyên bố rằng là những cái vấn đề mà chính sách tuyển dụng dựa trên tôn giáo của trường sẽ được bảo vệ nơi cái tu chính án thứ nhất và đưa ra cái luật như vậy của Hoa Kỳ để mà có thể nói chuyện. Thì không biết là cái sự việc này sẽ tiến triển về cái vụ kiện lần đầu tiên tại một cái trường đại học công giáo mà xảy ra cái vấn đề mà đồng tính mà không được thuê, thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật tiếp cho quý vị khán giả được rõ. Thật sự thưa quý vị, thấy những người mà kiện tụng cái đó là cực kỳ vô lý, tại vì đây là một tổ chức tư nhân. Ở trường người ta có cái nội quy quy định riêng của trường, nhất là trường công giáo, chống cái vấn đề mà đồng tính luyến ái. Thì khi mà không cho những người mà nhân viên đồng tính ái làm thì đó là quyền tự do của họ, không ai có thể bắt buộc người ta một cái cơ sở nhân phải theo, phải cho những người kia đồng tính ái để làm việc. Cái đó là một chuyện cực kỳ vô lý. Cái sư Mỹ là sư tự do thì cái gì cũng cứ kiện, nhiều khi gây khó khăn cho cuộc sống của những cái cơ quan tư nhân, thưa quý vị. Bây giờ có tin về thế giới là Trung Cộng muốn áp lực thế giới về thương mại. Thì tin từ Tokyo thì cho biết rằng là Hoa Kỳ và Nhật Bản và các quốc gia có cùng một cái phương hướng đang thảo luận việc là Trung Cộng đang nỗ lực dùng cái phương tiện mà kinh tế để buộc thế giới phải tuân theo lệnh của họ. Mỹ và Nhật Bản đang tiếp tục chính sách trao đổi thương mại với nhau trước sức ép về thương mại do Trung Cộng đặt ra khi hàng hóa Trung Cộng tràn ngập khắp nơi với giá rẻ. Vì lương công nhân của Trung Cộng rất thấp nên giá thành hàng hóa sản xuất từ Trung Cộng cũng thấp hơn tất cả giá thành của quốc gia. Các công nhân có đời sống thu nhập cao. Thì do đó thì
Tuy rằng Trung Cộng luôn nói rằng họ không cưỡng ép ai cả, nhưng mà sự việc Trung Cộng ngăn cản những loại kim loại quý hiếm tại quốc gia có đang có tranh cãi như Nam Hàn, Úc và một số quốc gia Âu Châu và Đông Nam Á, chứng tỏ rằng là Trung Cộng đang muốn áp lực các quốc gia khác phải theo đường lối của mình. Một cái điều mà cũng khó xử cho Hoa Kỳ, tức là hiện nay những hàng hóa mà sản xuất gia dụng đa số để đến từ Trung Cộng và những nơi tiêu thụ hết, chứ vậy chúng ta đã biết rồi, đó là Walmart và Costco, hai nơi tiêu thụ hàng Trung Cộng nhiều nhất, từ cái quạt máy, từ cái cắm điện, từ cái gì, ngay cả đến những cái laptop này, những cái dây điện cắm rồi phone, rồi nhiều cái cũng làm ngay từ Trung Cộng luôn, thưa quý vị, tại vì Trung Cộng lương công nhân rất là rẻ, họ áp đặt công nhân lên phải sống một cái đời sống rất là khắc khổ, nghĩa là có việc làm thôi, do đó thì cái giá thành nó rẻ hơn, mà bây giờ Trung Cộng muốn dùng cái đó làm áp lực các quốc gia khác là phải theo chính sách kinh tế của Trung Cộng, thì đây là một cái trò chơi chính trị về dơ bẩn. Chắc chắn là Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng như các quốc gia khác sẽ có biện pháp chống lại cái vấn đề áp lực của Trung Cộng trên vấn đề hàng hóa thương mại này. Dạ, và chúng tôi cũng tiếp tục là cái bản tin của Hoa Kỳ, khi mà cho thấy rằng là hiện tại thì Hoa Kỳ cùng chính quyền của Tổng thống Joe Biden cũng đang tiến hành mua là khoảng 66 triệu liều vaccine bổ sung thêm cho cái vấn đề mà những cái biến thể COVID-19 đã đưa ra từ cái công ty Moderna vào mùa thu sắp tới này. Thì cái liều tăng cường này mua là 66 triệu là có nghĩa là tăng khoảng hơn 105 liều tăng cường dành riêng cho từng cái loại biến thể mà chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã đồng ý mua từ Pfizer trước đó. Thì cái liều vaccine tăng cường để có thể phòng ngừa cái biến chủng coronavirus ban đầu cũng như là những cái biến thể phụ mà chúng tôi cũng đã cập nhật là BA4, BA5 mới đây, cũng như Omicron đang gia tăng. Và những cái liều vaccine này hiện đang trong cái quá trình vẫn đang được thử nghiệm và chưa được cấp phép. Vì vậy, nếu mà những cái thỏa thuận mua bán này mà phụ thuộc vào những cái sự cho phép về cái cơ quan thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ CDC và cũng như là khuyến nghị của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ FDA nữa, thì lúc đó cũng phải chờ một cái sự phê duyệt chấp thuận từ đây thì mới có thể được tiến hành mua những cái loại thuốc này. Thì trong khi mà chờ một cái sự chấp thuận từ những cái cơ quan đó, thì chính phủ liên bang cũng sẽ nhận thuốc từ những cái vaccine của Moderna cũng như là Pfizer vào đầu mùa thu này. Thì đây là Moderna cũng như Pfizer là những cái loại vaccine rất là phổ biến trong cái vấn đề mà phòng chống dịch COVID-19 mà cũng đã được chính phủ đã cấp sử dụng đầu tiên trong những lúc mà đã xảy ra cái đại dịch COVID-19 vừa rồi. Thì chúng tôi cũng sẽ theo dõi để mà gửi cập nhật tiếp tin cho quý khán giả. Thưa quý vị, vừa có tin về y tế, tiếp theo cái vấn đề mà Pfizer và Moderna đó là vấn đề về y tế, thì bây giờ cũng có một vấn đề rất là quan trọng, tức là một số các công ty chế tạo thức uống bồi dưỡng là phải chấp nhận thu hồi khoảng 52 loại thức uống trong hộp giấy các tông vì có chứa vi khuẩn. Thưa quý vị, chúng tôi xin được đọc rất là chậm, nếu quý vị nhớ được thì nhớ và có thể ghi lại được thì rất là tốt. Thưa quý vị, có cái là thế này. Những cái thực phẩm này thì tạm thời trước mắt chúng ta đó là ngưng xài để cho các công ty họ sản xuất lại, tại vì họ khám phá thấy là trong một số những thực phẩm họ uống ở trong hộp giấy này nó có chứa vi khuẩn. Cá nhân tôi uống sữa trong hộp giấy này hoài luôn, chả biết sao. Nhưng mà chúng ta cũng nên để ý. Thứ nhất, chúng tôi sẽ đọc rất là chậm nha. Những công ty chế tạo thức uống bị recall gồm những công ty này, nhất là công ty Lion, PIRQ, đánh vần là P-I-R-Q, P-I-R-T là rất là khó. Nhưng mà cả cái công ty mà chúng ta hay uống thường xuyên là Lucerna, Aloha, Intelligentsia, Catfam, Oatly, Premier Protein, MRI, Stumpstall, Imperial. Xin đọc lại, không phải tất cả các sản phẩm các công ty này đều bị hủy, chỉ có một số những sản phẩm sau đây, chẳng hạn như là những chất như là thickened dairy drink, những cái chất thức uống mà kêu là uống sữa mà đông đặc á, rồi những cái mà high calorie, high protein nutrition drink, butter pecan, chocolate, mighty thick nectar, chúng ta biết là những cái trái vanilla, almond, coconut, blend protein, caramel, coffee,
plant protein, berry, strawberry. Rồi tức là nói chung những cái thức uống ở trong cái hộp á, trái cây và những cái thứ mà không cần thiết, những loại protein gì đó chúng ta tạm ngưng đi trong vài ngày, trong một tuần lễ gì đó, thì có thể họ sẽ có loại thức khác, hoặc là hôm nay có thể thu hồi rồi, họ ra đưa các loại khác rồi, thì chúng ta cũng không có nên lo sợ lắm. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta biết xứ Mỹ này một cái li ti và chi tiết nhỏ xíu vào đó thì cũng làm cho giới tiêu thụ thực phẩm rất là lo ngại. Thì chúng ta hy vọng rằng là cái sự mà thu hồi này sẽ rất nhanh chóng vượt qua, và để chúng ta có những thức uống bổ dưỡng tiếp tục lại, chắc chắn ông chỉ có một số các vi khuẩn nào như người ta hô hoán là như vậy, thì chắc ăn để bảo vệ cho sức khỏe người tiêu thụ, thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, đây là một trong những cái bản tin mà chúng tôi muốn quay lại về cái vấn đề mà khi mà Nga cũng đã lên tiếng cảnh báo phương Tây đã châm ngòi cho về vấn đề mà chiến tranh hạt nhân. Khi mà Moscow là họ tuyên bố ra rằng là có thể sẽ sử dụng cái kho vũ khí hạt nhân của họ để đáp trả cho cái vấn đề mà tạo ra một cái sự căng thẳng từ phía của phương Tây, của khối NATO, khi mà đã xảy ra cái cuộc xung đột mà Nga luôn dùng từ như vậy giữa Nga với giữa lại Ukraine. Thì tại một trong những cái hội nghị gọi là không phổ biến về vũ khí hạt nhân của Liên Hiệp Quốc vào ngày 2 tháng 8 vừa rồi, thì nhà ngoại giao Nga là Alexander Trifimov đã bác bỏ ra những cái suy đoán hoàn toàn vô căn cứ cũng như là xa rời thực tế và không thể nào chấp nhận được, nói rằng là Nga sẽ đe dọa sử dụng cái vũ khí hạt nhân và đặc biệt là tại đất nước Ukraine. Thì theo như ông Trifimov, là ông đứng đầu của Cục Kiểm soát Vũ khí và Phổ biến Vũ khí Hạt nhân của Bộ Ngoại giao Nga, ông cũng lên tiếng khẳng định và cho biết rằng là Moscow sẽ chỉ có thể sử dụng những cái loại vũ khí hạt nhân để đáp trả vũ khí hủy diệt hàng loạt thôi, hoặc là bằng một cú tấn công, một cái vũ khí thông thường mà từng đe dọa tổn thương đến lại đất nước của Nga. Thì đây là một trong những cái thông tin khi mà họ đưa ra như vậy, thì không biết rằng là sẽ thực thi như thế nào, khi mà những cái vấn đề mà trước đó giống như là Nga luôn khẳng định rằng là sẽ không bao giờ đưa quân ra để mà đánh chiếm Ukraine, nhưng mà tiếp tục thì chúng ta cũng đã thấy rằng là cái cuộc chiến đó vẫn đã diễn biến vào ngày 24 tháng 2 vừa rồi, cũng như bây giờ Nga cũng đã lên tiếng nói rằng là sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân để mà hủy diệt Ukraine, nhưng mà cũng vẫn chưa biết là cái tình hình thực tế là sẽ như thế nào. Thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục theo dõi để mà cập nhật tình hình cho quý khán giả. Thưa quý vị, trở lại vấn đề súng đạn, chúng ta biết rằng là súng đạn gần đây đó là một vấn đề rất là căng thẳng cho dân Mỹ, thì người chống người bênh. Mới đây là một hội đồng quốc hội đang triệu tập công ty Smith & Wesson, là một trong các số công ty sản xuất vũ khí lớn nhất nước Mỹ, tới để trả lời về việc công ty này đã thu lợi tức trên 1 tỷ đô la trong thời gian vừa qua, mà đặc biệt là bán súng liên thanh. Súng ngắn thì không nói làm gì, nhưng mà chỉ súng liên thanh, là đặc biệt là súng AR-15 và súng tấn công trong chiến tranh Việt Nam. Thì cái vấn đề mà sản xuất cái AR-15 này cũng không phải là vấn đề quan trọng, vấn đề là quảng cáo cái khẩu súng này cho giới thanh thiếu niên để làm cho thế này say máu mà muốn thích cái loại súng này. Do đó chúng ta thấy là những cuộc bắn chết vừa qua đều là do những người thanh niên ví dụ sử dụng súng AR-15. Thì đây là vấn đề rất là nhức đầu, thì có lẽ là sẽ có một cái biện pháp nào giải quyết giữa quốc hội cũng như là các công ty bắn súng. Thì hy vọng rằng là họ sẽ có một cái chương trình đặc biệt để kiểm soát súng đạn hay là như thế nào đó để làm cho dân Trung Mỹ đỡ lo sợ, thưa quý vị. Và chúng tôi cũng điểm tin nhanh về một cái trong những cái bản tin cho thấy rằng là cái khối ASEAN, chúng tôi quay qua các nước khối về châu Á cũng như Đông Nam Á, đang thúc đẩy về một cái hiệp ước của Đông Nam Á về vụ không có vũ khí hạt nhân để diễn ra. Thì đây là một trong những cái vấn đề mà có thể cái kế hoạch gọi là một trong những cái kế hoạch hành động trong cái giai đoạn năm 2022 cho đến thời điểm 2026. Thì những cái nước Đông Nam Á đã cam kết thì hiệp ước vũ khí không có vũ khí hạt nhân. Thì hội nghị của Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á đã diễn ra, và những cái người thông cáo của Bộ Ngoại giao cũng đã cho biết rằng là đây là lần đầu tiên hội nghị bộ trưởng ASEAN đã được diễn ra liên tục lần thứ 55. Thì những cái nước ASEAN được ký vào năm 1995 là CSEN, WFG, để mà cam kết giữ cho cái khu vực này sẽ không có vũ khí hạt nhân cũng như là các vũ khí hủy diệt hàng loạt khác. Thì theo như là quy định về hiệp ước, thì những cái nước mà tham gia vào cái hiệp ước này sẽ không được phát triển, sản xuất hoặc là diễn ra vũ khí hạt nhân trong cái khu vực của mình đang sinh sống, cũng như không nhận bất cứ hỗ trợ nào để thực hiện những cái hoạt động này. Thì cái tình hình mà diễn tiến của cái hội nghị đã được diễn ra như thế nào thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cho quý vị được rõ.
Và kính thưa quý khán giả, tới đây thì chương trình điểm tin của buổi sáng ngày thứ tư của chúng tôi cũng đã chọn tạm dừng. Phương Thảo và chú Chu Tất Tiến xin kính chúc cho quý khán giả có một ngày thứ tư an lành. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.